Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật Câu hỏi tiếp theo Con xin được kính đọc thay Phật tử Xin gửi tới Thầy Thọ Khuê ạ Con xin được đọc câu hỏi như sau ạ Nam Mô A Di Đà Phật Con kính bạch Thầy Nhóm tu của chúng con có 10 người Suốt 7 năm qua chỉ niệm câu A Di Đà Phật Và nghe Pháp của Thầy Diệu Âm Tịnh Hải Chúng con tham gia buổi Zoom của Đạo Tràng Tùy Duyên Từ 7 đến 9 giờ Và học hộ niệm cho nhau Gần đây có hai Phật tử mới xin vào nhóm nhưng từ khi họ tham gia trong nhóm xuất hiện nhiều thị phi, soi lỗi người khác làm cho mọi người phiền não, chúng con động viên nhau à dạng trưởng nhóm mở pháp để cả nhóm nghe và tóm tắt lại tọa đàm, hai Phật tử mới này lại lan truyền những điều không đúng, làm mọi người hiểu lầm. Hiện nay họ đã xin ra khỏi nhóm được 4 ngày nhưng vẫn gọi điện nhắn tin nói lời không đúng khiến trưởng nhóm và các thành viên hiểu lầm nhau con kính bạch thầy, hành động của hai phật tử này có phải là phá hòa hợp tăng không? nếu họ không thay đổi việc làm, việc niệm Phật của họ có được vãng sanh tây phương cực lạc không? con xin thầy cho chúng con lời khuyên để chúng con hiểu và tránh phạm lỗi như vậy. con xin kính xin thầy tứ bi giảng giải cho phật tử ạ. nam mô a di đà phật. nam mô a di đà phật, kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thưa toàn thể đại chúng. À, đạo tràng của chúng ta cũng đã tu tập kết nhóm cộng tu với nhau à, ngót bảy năm nay cũng đang an lành à, gần đây thì có xuất hiện à, hai vị để xin vào để cùng cộng tu nhưng à, một thời gian thì khiến cho đạo tràng bất hòa và hiện tại thì họ cũng đã rời nhóm thì cái điều này cũng là một cái thử thách đối với chúng ta Để trong suốt 7 năm qua là tất cả những thành viên đã tu tập với nhau đã hòa hợp rất tốt rồi thì bây giờ không vì lý do gì mà vì một cái hoàn cảnh bất như ý mà chúng ta lại có cái sự không hiểu nhau vì thế mà dù sao thì bây giờ À, hai Phật tử đấy họ cũng đã rời đạo tràng. Thì bất kỳ những cái điều gì mà họ nói về đạo tràng thì chúng ta không quan tâm. Chúng ta cứ mặc nhiên, mình cứ hàng ngày cộng tu với nhau, nghe Pháp và hoan hỷ với nhau, giúp đỡ nhau, yên ổn như trước đây. Còn việc họ nói thì đấy là việc của họ. Đạo Thịnh vẫn thường khuyên tất cả mọi người rằng và cũng chính nhắc nhở là chính mình khi người khác nói mình xấu ấy, thì có hai trường hợp một mình kiểm điểm lại mình nếu như mình xấu thật giống như lời họ nói ấy, thì ngay lập tức mình phải tìm họ cảm ơn và đỉnh lễ họ bởi vì họ đã nhắc đúng cái lỗi của mình để mình sửa đổi đúng chưa? Thứ hai là mình kiểm điểm lại nếu như mình không xấu như lời họ nói thì đấy là họ nói ai ấy, không phải nói mình. Hoàn toàn không liên quan gì đến mình. Do vậy mình khi có người nói xấu về mình ấy, mình hãy kiểm điểm chính mình. Nếu có lỗi thì sửa lỗi, nếu không có lỗi thì mặc nhiên, mặc nhiên có nghĩa là im lặng, không cần phản ứng. Còn cái việc mà quý vị hỏi cái người mà nói lỗi như thế họ niệm Phật có vãng sinh hay không? thì thưa với đại chúng rằng nếu như vào giờ phút lâm chung hấp hối tắt hơi ra đi mà họ tỉnh ngộ quay đầu họ niệm được A Di Đà Phật, họ sám hối, họ quyết lòng mong muốn vãng sinh có bạn đạo bên cạnh trợ duyên mà họ chịu nghe lời, họ chịu niệm Phật, họ vẫn vãng sinh như thường. Tuy nhiên cư sĩ phúc trí vẫn nói rất nhiều lần vấn đề này đấy là tu ăn may có nghĩa là chúng ta chọn cái phương pháp là lâm chung sám hối vãng sinh là chọn cái phương pháp ăn may còn chúng ta không nên chọn phương pháp đó mà chúng ta phải là tích công bồi đức vãng sinh nghĩa là hàng ngày chúng ta phải tập buông xuống những cái tình chấp hàng ngày phải không được nhìn lỗi của người để làm gì ạ? À? Chính là để giữ tâm chúng ta thanh tịnh Không nhìn lỗi người là để giữ cái tâm chúng ta trong sáng, tốt đẹp Ân sư tịnh không Ngài làm cái tấm gương rất tốt cho chúng ta về cái điều này Bất kỳ ai đến nói lỗi của một người nào đấy đối với Ngài ấy Nói lần thứ nhất, Ngài im lặng Nói lần thứ hai, Ngài nhắc nhở Và tiếp tục nếu như lần thứ ba còn đến nói lỗi của người khác đối với Ngài ấy, thì ngài mời ra khỏi đạo tràng đối với người nói lỗi thường xuyên tìm lỗi người khác thì người đấy không có tốt đấy. có nghĩa là cái người mà thường xuyên đi tìm lỗi người khác thì người này gọi là người thị phi và cái tâm họ là tâm gì đấy ạ cái tâm họ chính là cái thùng rác suốt ngày đi chứa lỗi người khác mà họ đi soi lỗi có nghĩa là đi nhặt rác họ bỏ vào tâm họ và khi cái thùng rác của họ lớn rồi thì họ lại đem đi rải khắp nơi. Thì chúng ta là đồng tu thì chúng ta tỉnh táo ở chỗ này, họ rải đi đâu kệ họ. Cốt làm sao trong tâm mình A Di Đà Phật vẫn cứ niệm đều là được. Chứ nếu như mà họ đi rải rác ấy mà chúng ta để ý mà chúng ta lại đi nhặt lại cái rác đấy của họ ấy thì ai khổ ạ? À? Cuối cùng tâm mình cũng thành thùng rác nốt. Đấy, cho nên là nếu như đạo tràng đã yên ổn thì lại tiếp tục như thế cùng nhau đoàn kết thương yêu nhau hàng ngày mở pháp lên nghe nghe rồi động viên nhau cố gắng chăm chỉ niệm Phật cố gắng trở thành một người hiền người tốt người nghe lời và cùng nhau để giúp đỡ nhau còn lại ai nói tốt ai nói xấu quan trọng nhất vẫn là mình đời nay giữ chắc được cái tấm vé vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn tất cả chuyện thị phi thế gian này, thưa với đại chúng, nói không cùng đâu ạ. Chúng ta có muốn tốt một trăm, một vạn, một tỷ nhưng mà họ không ưa chúng ta, họ vẫn nói xấu được mà. Đúng không ạ? Chúng ta lấy gương của ai đây ạ? Được Phật. Phật tu thành Phật rồi mà họ còn chửi mà chúng ta có đáng gì đâu đúng không ạ cho nên người khác chửi chúng ta là chiếc bình thường kệ a di đà phật cho qua người ta nói xấu chúng ta là bình thường kệ a di đà phật cho qua biết đâu đời trước mình cũng chửi người ta rồi đời trước mình nói xấu họ rồi cho nên thôi cứ hoan hỷ cứ đón nhận và miễn là tâm chúng ta đừng có bị phiền não vì cái điều đấy và hàng ngày cứ cố gắng cùng nhau kết nhóm cộng tu, đoàn kết, thương yêu nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nghe Pháp để tăng trưởng tín nguyện hạnh, để khi lâm chung chúng ta có đầy đủ phúc phần được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Còn lại buông bớt đi nhá a di Đà Phật ạ. Dạ Nam Mô a di Đà Phật ạ. Con xin đại chúng một chàng vào tay lớn hơn nữa để tri ân cảm niệm công đức của Thầy ạ.